Alo alo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Khi mà các bạn xem video clip này thì tất cả những cái sụt clip này Vi đã thực hiện khá là lâu rồi, ngâm đến bây giờ mới chịu post lên. Lý do là tại vì sao? Tại vì trong cái video clip này cần một chút thời gian để nhìn thấy rõ những cái sự thay đổi trên da của Vi, nên là cái thời gian post video clip này nó hơi lâu một tí. Cụ thể như thế nào thì đầu tiên, trong buổi soi da khi dầm mưa giải nắng trong suốt gần một tuần du lịch đi Thái Lan về tại showroom của Kiehl's chi nhánh Vincom Đồng Khởi, thì mình có được một anh nhân viên của Kiehl's hỗ trợ soi ra thực trạng trên bề mặt và dưới bề mặt da của Vi hiện tại. Không biết là bao lâu rồi mình mới đi soi da mọi người, để ra được kết quả chính xác nhất thì khi mà soi da Vi chỉ bôi kem chống nắng và hạn chế make up nhất có thể, hầu như là không make up luôn. Đi xem sơ lược một tí qua showroom của Kiehl's Vincom, mê mà xỉn luôn. Ok, đây là cái máy soi da hơi bị xịn của Kiehl's mà hôm nay anh nhân viên này sẽ soi cho Vi nè, nhìn bề thế ha. Quy trình soi da cũng rất là nhanh, để có kết quả chỉ cần đặt cầm nhẹ vào máy và sau đó máy sẽ chụp toàn diện phía trước và hai bên phần má của mọi người. Chụp vài phát rồi đợi một lát là máy ra kết quả là xong. Không biết mấy cái máy soi da khác như thế nào, nhưng mà cái máy soi da này của Kiehl's á, nó khiến cho nhiều người bị đau lòng lắm mọi người. Tại vì thứ nhất á, là da gặp tình trạng sao là nó ra y chang như vậy, xấu đẹp là lòi ra hết. Thứ hai á, là đã ra kết quả thì không có chỉnh được thông số gì hết ráo nha. Rồi ok, ra kết quả rồi nè mọi người. Trộm vía ngàn lần, da mình vẫn đang ở trong vùng màu xanh an toàn. Qua vùng màu vàng là hơi có nguy cơ, còn vùng màu đỏ là khỏi nói, báo động luôn rồi. Mọi người sẽ thấy có 8 mục trong list này, thì 8 mục này, những cái vấn đề da Vi đang quan tâm nhất là chỉ có 6 mục: tổn thương do tia UV, đốm nâu lâu năm trên bề mặt da, nếp nhăn đường nhăn mảnh, đốm nâu mới xuất hiện, vùng da bị đỏ và lỗ chân lông bị bít tắc. Xét về toàn góc mặt phía trước thì mọi người sẽ thấy những cái thông số rõ rồi hen. Bây giờ sẽ tới hai bên góc mặt cũng sẽ hiện ra rõ từng chỉ số luôn. Kết quả soi da này á, mặc dù vẫn đang nằm ở trong vùng xanh an toàn, nhưng mà lòng tham mà mọi người, đâu ai muốn dừng lại chỉ vậy thôi. Vì vẫn quyết tâm là làm cho những cái chỉ số soi da này giảm xuống bằng cách là trải nghiệm một chiếc retinol của Kiehl's. Một tí nữa thì Vi sẽ review kỹ hơn về em này cho mọi người xem. Khoan, tới đây thì mọi người đừng nghĩ là bởi vì Vi được Kiehl's sponsor thì Vi muốn nói gì nói. Cứ cho là Vi có thể nói sai trong video clip này. Tuy nhiên máy soi da thì không biết nói dối đâu mọi người. Vi sẽ sử dụng em này tầm gần một tháng và quay trở lại soi da lần thứ hai. Lúc đó thì da có cải thiện hay không, kết quả ra sao sẽ thể hiện ra hết. Và nhắc lại với mọi người, máy soi da này nó không chỉnh được bất cứ một cái thông số gì hết nha mọi người. Ok, bây giờ thì đi về nhà với Vi thôi. Hello mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Vừa rồi thì mọi người đã xem video clip Vi đi soi da tại showroom của Kiehl's chi nhánh Vincom Đồng Khởi sau khi mà đi du lịch Thái Lan về. Và trong video clip soi da thì như mọi người đã thấy là hai vấn đề da Vi gặp phải lớn nhất. Đầu tiên là da bị tổn thương do tia UV, do là phải nhăn nắng nhiều giờ đồng hồ liền và suốt mấy ngày trời. Và cái tình trạng tổn thương do tia UV này thì cũng không quá gọi là khó, và mình đã khắc phục trong một cái video clip trước đây rồi. Đó, khi mà đã xong vấn đề một thì mình sẽ qua cái tình trạng thứ hai mà da đang gặp phải, đó là tình trạng tăng sắc tố melanin, xuất hiện cả đốm nâu mới và đốm nâu cũ do nguồn gốc là bị tia UV xâm nhập gây nên. Và từ đó thì cũng kéo theo những cái vấn đề nhỏ nhỏ là tình trạng lỗ chân lông, rồi tình trạng lão hóa nếp nhăn. Sau đó, sau khi mà mình đi soi da về thì mình đã chấp nhận để trải nghiệm thử dòng sản phẩm Retinol phiên bản Skin Renewing Daily Microdose Serum này. Và có thể nói đây là dòng sản phẩm Retinol duy nhất của hãng Kiehl's luôn. Khi mà nhận lời trải nghiệm cái dòng sản phẩm này thì mình đã có 2 đến 3 tuần trải nghiệm, và sau đó thì quay trở lại showroom Vincom Đồng Khởi để soi da và xem kết quả ra sao. Trước khi mình show ra kết quả cho mọi người xem á, thì mình sẽ đi chi tiết về cái em Retinol của Kiehl's này một tí. Thì đây là một cái sản phẩm Retinol phải nói là đối với Vi là không quá mạnh. Thành phần chính cho em này đầu tiên là pure retinol, là một cái dạng retinol nguyên chất và kết hợp thêm với công nghệ là microdose. Cái retinol nguyên chất và kết hợp với công nghệ microdose này á, sẽ giúp cho cái quá trình tái tạo da nhanh chóng hơn và giúp cho cái bề mặt da của mọi người căng bóng. Nếu mà chỉ dừng lại ở đây thì đây là một cái dạng retinol theo kiểu là hơi hướng mạnh bạo. Tuy nhiên thì theo sau đó sẽ có những cái thành phần được add vào làm cho cái retinol này nó trở nên calm lại, nó dịu dàng hẳn hoi và thiên hướng dành cho những cái loại da mà mới bắt đầu sử dụng retinol luôn.
triple ba thành phần mà Vi muốn nói tới, đó là adenosine, peptide và ceramide. Ba cái thành phần này bổ trợ cho nhau, vừa dưỡng ẩm, vừa củng cố hàng rào bảo vệ da, vừa tăng cường thêm trong cái vấn đề trẻ hóa cũng như là chống oxy hóa. Và có một cái đặc điểm nữa Vi nhìn thấy rất là rõ ràng, như bạn nãy Vi nói thì cái triple ba thành phần này nó sẽ tăng cái sức chịu đựng khi mà cái em retinol nguyên chất cộng với lại cái công nghệ microdose của cái em này nó giặt vô. Đây không những là một cái loại treatment thông thường mà đây còn là một cái dạng serum với cái khả năng là dưỡng ẩm rất là rõ ràng. Khi mọi người apply thì sẽ để lại một cái lớp màng dưỡng ẩm trên da, và trong thành phần cũng sẽ được add vào những cái thành phần dưỡng ẩm như là sodium hyaluronate, tocopherol là vitamin E. Nói thật với mọi người, khi mà ban đầu á Vi được nghe hãng claim á đây là một cái sản phẩm retinol mà nó không gây kích ứng, không gây bong tróc, vì nhờ có những thành phần bổ trợ và làm dịu lại, giảm được những cái tác dụng phụ như là vitamin E, niacinamide, peptide và ceramide, thì lúc đó trong đầu Vi nghĩ là trời, nếu như vậy thì không có cửa phát huy tác dụng nhiều trên da của mình đâu. Tại vì cái da trâu của mình đã từng build đến những cái dạng treatment mạnh TCA này kia luôn rồi, nên là một cái sản phẩm retinol nhẹ nhàng với những cái thành phần bổ trợ như vậy thì tuổi gì so với cái da mình. Nhưng mà cho đến khi Vi nhìn thấy những cái thông số mà Kiehl's đưa ra về cái sản phẩm retinol sau rất là nhiều những cái sự trải nghiệm của người tiêu dùng, đầu tiên là 94% người tiêu dùng cảm thấy là da mình được tái tạo và mềm mịn hơn, rồi 93% người dùng cảm thấy da là săn chắc và có độ đàn hồi, rồi 89% người tiêu dùng sử dụng sẽ cảm thấy là da sáng và rạng rỡ hơn. Là một hãng trước giờ nổi tiếng rất là lâu đời, cũng có vị trí nhất định trong ngành mỹ phẩm trên thế giới, nên là những con số thống kê trên mà hãng Kiehl's đưa ra chắc chắn là phải bắt buộc có thống kê được kiểm duyệt rõ ràng, chứ không phải đơn thuần là nói phét lên muốn nói gì nói. Và một điều khá là may mắn là không chỉ dừng lại ở cái việc là trải nghiệm sản phẩm retinol của Kiehl's này, mà vừa qua Vi cũng đã có cơ hội được đến tham dự event của Kiehl's tổ chức ra mắt cái sản phẩm này. Và đặc biệt hơn nữa, trong event đó thì mình được tham dự với tư cách là khách mời để đến chia sẻ những cái trải nghiệm về cái sản phẩm retinol Kiehl's này trong suốt thời gian sử dụng vừa qua, khoảng đánh giá về sự hiệu quả trong cái sản phẩm này ra sao. Nhưng mà đối với Vi, từ cái cách mà họ tổ chức, cái cách mà họ mời khách mời và chia sẻ, mặc dù Vi là người trải nghiệm cái sản phẩm này nhưng mà họ không có ép Vi là phải nói ra những cái trải nghiệm mà họ mong muốn. Họ muốn lắng nghe và họ sẵn sàng mong muốn được Vi là chia sẻ cho các bạn những cái điều thực tế về cái sản phẩm retinol của Kiehl's này. Chỉ cần như vậy thôi thì bị đánh giá được Kiehl's là một cái hãng cực kỳ chỉnh chu, đầu tư và chuyên nghiệp. Và tất cả những cái điều trên cũng là lý do khiến cho Vi nhận lời của Kiehl's để trải nghiệm cái sản phẩm retinol này. Ok, thì chắc chắn là bây giờ mọi người rất là chần chờ xem là cái kết quả soi da lần 2 của Vi sau 2 đến 3 tuần sử dụng cái em retinol của Kiehl's này ra sao, đúng không? Ok, thì còn chần chờ gì nữa, thao túng tâm lý với bà nè, get go. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào bên trong ngay và luôn để chuẩn bị soi da lần thứ 2 sau một thời gian sử dụng retinol của Kiehl's nè mọi người. Vẫn là anh nhân viên hôm nào và vẫn lại chen như vậy. Cũng giống như lần đầu tiên á, thì để cho cái kết quả soi da chính xác thì không nên make up quá nhiều và quá dày, chỉ nên bôi kem chống nắng để soi ra cái kết quả nó chuẩn xác nhất. Ok, quy trình soi da cũng y chang như vậy thôi, nhưng lần này hồi hộp hơn. Má ơi, lỡ mà chỉ số không có đẹp một cái chắc ôi con xong quê với anh em YouTube dữ lắm luôn. Bây giờ thì mình cùng sẽ chờ xem cái kết quả mà soi ra như thế nào nha. Ôi hồng quá, không biết là nó có tốt hơn lần đầu không. Rồi, chi tiết chưa biết ra sao, nhưng mà tổng thể màu xanh á thì hiện tại thấy có một chút le lói hy vọng nè. Bây giờ thì mình sẽ lôi hai bảng đánh giá da tổng thể toàn mặt phía trước và nhìn vào cái chỉ số mà mình quan tâm trong 8 mục này để show ra cho mọi người xem. Đầu tiên là tổn thương do tia UV, soi da lần 1 ở chỉ số 23, soi da lần 2 xuống hẳn 11. Cái này thì thực tế retinol của Kiehl's không có can thiệp gì nhiều, vì phải sử dụng những cái sản phẩm khác để giảm tình trạng này. Tiếp theo thì đốm nâu thì mình sẽ phân thành hai loại: đốm nâu trên bề mặt da và đốm nâu mới xuất hiện. Đốm nâu trên bề mặt da là những cái đốm nâu đã hình thành từ lâu năm, và những đốm nâu này sẽ khó cải thiện hơn là những đốm nâu mới. Về mục này thì soi da lần 1 á thì cái mức ở 12 và soi da lần 2 thì nó xuống còn 9. Mặc dù chỉ số xuống 3 nấc thôi, nhưng thật sự đây là một tín hiệu đáng mừng mọi người. Bởi vì như Vi nói, đốm nâu lâu năm nó rất là khó cải thiện, nhưng chỉ mới gần 1 tháng mà nó xuống 3 nấc. Miễn sao có tiến triển, còn lại phụ thuộc vào vấn đề thời gian và kiên trì thôi. Về mục đốm nâu mới xuất hiện thì soi da lần 1 và lần 2 vẫn duy trì ở mức độ 5. Chỉ số này cũng tạm, không tăng không giảm, khó tránh nhiều lúc
sơ hở lỡ tiếp xúc với ánh nắng hoặc ánh sáng thường xuyên, rồi mấy lúc tới tháng nữa, nói chung mức năm duy trì là ổn nha mọi người. Hạng mục vi bất ngờ thứ hai là nếp nhăn và đường nhăn mảnh. Cái bất ngờ thứ nhất thì tí nữa tôi sẽ show cho mọi người. Soi da lần 1 ở chỉ số 7 và lần thứ hai thì nhảy xuống còn 5. Như mọi người cũng biết thì cái nếp nhăn là cần phải duy trì lâu mới nhúc nhích kết quả. Nhưng gần 1 tháng mà nó cải thiện tiến triển nếp nhăn toàn diện thì quá là ngon. Lỗ chân lông bị bích tắc soi da lần 1, 14, soi da lần 2 còn 13. Cái này không có gì đáng nói lắm. Vùng da bị đỏ toàn diện thì soi da lần 1 ở mức 9, lần 2 thì xuống còn 5. Một lít soi da này thể hiện được điều gì? Thể hiện được retinol của Kiehl's không làm cho tổng thể toàn diện mặt của mình bị kích ứng hay là đỏ rát trong quá trình sử dụng. Đó, đó là toàn mặt ha. Quay lại với cái bất ngờ đầu tiên mà ban nãy Vi có nói là Vi sẽ show cho mọi người á. Cái bất ngờ đó là cái bất ngờ ở phần hai bên má mặt. Các chỉ số mọi người sẽ thấy bật ngửa và hầu như xuống hoàn toàn một nửa luôn. Soi da lần 1, lần 2, lần 1, lần 2. Tuy nhiên, ở lần soi da lần 2 này thì có một khuyết điểm nho nhỏ. Nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy, và Vi cũng muốn share với mọi người luôn, là vùng da bị đỏ một phần bên má chỉ số thấp hơn hẳn so với lần thứ 2. Hơi tiếc một tí, có thể do là dạo này mình ra ngoài nhiều, đeo khẩu trang lộ một phần bên má hoặc là bôi kem chống nắng không có kỹ phần này nên là dẫn đến tình trạng như vậy. Sắp tới mình sẽ chú ý phần này nhiều hơn, chăm phần này kỹ lại và tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên kết quả như vậy thì cũng hoàn toàn quá khả quan rồi ha. Rồi đó, kết quả là show hết mọi người trong video clip trên rồi, Vi sẽ không nói nhiều nữa ha. Vi chỉ muốn chia sẻ một tí về một cái điều mà bản thân Vi cảm thấy rất là tâm đắc sau cái lần soi da lần 2 này. Bởi vì Vi cảm nhận và Vi nhìn thấy được những điều đó. Đầu tiên là da mình có căng khỏe rõ rệt, lỗ chân lông cũng giảm tiết dầu. Khi mà sử dụng từng ngày thì cảm nhận được là da có một cái độ đàn hồi, và quan trọng là không gây ra cái hiện tượng bong tróc hay kích ứng đỏ rát một ngày nào trong suốt nhiều tuần vừa qua. Cái điều tâm đắc thứ hai là cái vấn đề vết thâm, còn gọi là những cái sắc tố melanin, thì trong cái bản soi da thì gọi là đốm nâu á mọi người. Theo dõi từng ngày thì Vi thấy là có cải thiện khá là rõ, cho nên là những cái gì mà bản thân Vi nhìn thấy được thì khi mà kết quả soi da lần 2 nó cũng thể hiện ra hết luôn. À, ngoài retinol của em Kiehl's này thì Vi còn được hãng recommend là nên sử dụng chung với cái em vitamin C Clearly Corrective Dashboard Solution này để tăng hiệu quả và cải thiện được cái sắc tố da, hoặc là không nhất thiết là mọi người phải sử dụng cái em retinol chung với cái em vitamin C của Kiehl's này đâu. Mọi người có thể sử dụng chung bất cứ những cái loại vitamin C nào cũng vẫn được ha, không nhất thiết là phải sử dụng Kiehl's này. Lần đầu tiên mà khi mà mình đi soi da thì mình thấy cái sự bày biện bề thế nhìn mắt muốn tốn tiền, mắt ghét, thì tự hứa với lòng là nếu mà sử dụng retinol của Kiehl's và soi da ra hiệu quả là vô đây càng quét liền luôn. Ai có dè đâu, kết quả ra đẹp thiệt mọi người. Nên là cái lòng lỡ hứa là cái tay cái chân phải làm, cái túi tiền phải bay. Giờ làm liền luôn để về unboxing 20 triệu mua Kiehl's cho lóng anh em ơi. Ok, thì bây giờ sẽ đến cái phần là unbox những cái sản phẩm của Kiehl's mà Vi mua tại showroom trong cái lần mà soi da lần 2. Trời, thật sự là cái lần đó tôi không có định mua rồi mọi người, mà tự nhiên tiền có sẵn ở đó mà vô cái showroom đó nó chịu không có nổi, cho nên là đây. Ok, bây giờ tôi sẽ thao túng mọi người bằng cách unbox 20 triệu mà tôi đã bỏ tiền ra, tôi đã mua tại showroom của Kiehl's. Đây, the band. Mọi người thấy nói 20 triệu là nhiều như vậy thôi, nhưng mà mỗi cái sản phẩm của Kiehl's á nó đắt sắc ra miếng mọi người, nên là có chút xíu mà 20 triệu có chút xíu nguyên bụng như nè. Vô. Ok, thì mình đã mua được cái gì? Đầu tiên là tôi bay vô, tôi lựa chọn một cái set tiết kiệm liền Kiehl's bao gồm 4 món, là cái sữa mặt hoa cúc 30ml trong cái set này, rồi cái serum vitamin C trong cái set này luôn, rồi cái toner hoa cúc rất là nổi tiếng đây. Và cuối cùng trong cái set này là cái em kem dưỡng Ultra Facial của Kiehl's. Đây, ok đó. Thì khi mọi người mua cái set 4 sản phẩm như vậy á thì sẽ ngợi tiền hơn á mọi người. Thứ hai tôi mua được cái gì? Tự nhiên cắm đầu cắm cổ vô mua hai cái kem dưỡng y chang màu tím vậy, phiên bản Super Multi Corrective Cream. À, bây giờ mình mới phát hiện ra mọi người. Vi tưởng là Vi mua nhầm hai cái giống nhau, nhưng mà bây giờ mới nhìn lại, một cái là rim, một cái rim dành cho mặt và một cái là dành cho vùng mắt đó, eye zone treatment. Vậy là không có mua lầm. Này là mình mua cái vùng mắt, cái cho da mặt, rồi tiếp tục là cái serum hydro plumping
Serum Concentrate. Thì cái này là có chứa 15% glycerin, chuyên trong cái vấn đề cắt ẩm. Tôi cho mấy bà coi cái texture của nó nè, hơi bị phê luôn. Cái texture giống như là dạng thạch vậy mọi người. Thà là tôi thích những cái gì mà nó cấp nước mà nó nhẹ nhàng, mà khi mà thoa ra nó tan ra như vậy lắm luôn á nha. Sắp tới là chắc chắn là phải review hết. Tiếp tục là một cái Nali Refining Micro Peel Concentrate, cấp ẩm và phục hồi da. Dùng cái serum Vital Skin Strengthening Super Serum. Cái này là chuyên trong cái vấn đề là phục hồi và chống lão hóa. Tại vì tôi thấy là mình cũng sắp gần 30 rồi, mình cũng hơi bị ngón ngán tuổi rồi, nên là mình cũng phải chăm trong cái vấn đề là chống lão hóa nhiều. Tiếp tục là tôi lại mua cái serum của Kiehl's Vitamin C Clearly Corrective Dashboard Solution này nữa. Nói chung là tại vì tôi đã có trải nghiệm trong cái Vitamin C của Kiehl's rồi á, nên là cái này là 50ml, cái set ban nãy là chỉ có 30ml thôi. Thì tôi mua hai cái retinol của Kiehl's. Đó, hai cái em retinol này 30ml, tí nữa tôi sẽ ghi được quay cho mấy bà hai cái sản phẩm retinol này của Kiehl's luôn. Và hai cái sản phẩm cuối cùng mà tôi không chịu nổi, tôi khi mà tôi mua về tôi đã phải xài liền, tại vì quá tò mò hai cái sản phẩm này. Lần đầu tiên tôi sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc tóc của Kiehl's, và thật sự là sau khi mà sử dụng cái dầu gội Rise and With Volumizing Shampoo này của Kiehl's á, thì tôi đã phải liên hệ với showroom là ngày mai tôi sẽ đến là tôi mua 3 chai này nữa, tại vì nó xài rất là đã phục hồi tóc nè, rồi giảm gãy rụng rõ rệt sau 1-2 lần sử dụng luôn, và quan trọng là không có bị gầu nữa mọi người. Cuối cùng là cái em mask dưỡng tóc này, thì cái này thành phần chính nó sẽ là cái dầu bơ. Ok, đó là 20 triệu mà tôi đã mua ở Kiehl's. Cái này cũng có nghe một số quan điểm của các bạn khi nói về cái thương hiệu Kiehl's này, thì các bạn bảo là trời ơi, chỉ có rich kid mới xài được Kiehl's thôi, chứ những người không có kinh tế nhiều thì không sử dụng được Kiehl's đâu. Nói chung là cái quan điểm này khi mà nghe như vậy thì cũng hơi buồn. Các bạn đừng có tự bó buộc trong một cái quan điểm nào nhất định. Và cái video clip này Vi cũng muốn break cái quan điểm đó của các bạn bằng cách giveaway tặng cho các bạn tất cả những cái sản phẩm 20 triệu mà Vi đã mua ở Kiehl's. Tại vì thật sự là đối với Vi á, nếu mà mình muốn á, mình sẽ tự tạo ra kinh tế và mua được những thứ thật sự tốt cho bản thân mình. Nhưng thôi, next về cái vấn đề đó đi, vẫn sẽ giveaway cho các bạn về những cái sản phẩm của Kiehl's này mà Vi đã pick up tại showroom của Kiehl's Vincom Đồng Khởi. Đó, ba bạn may mắn trúng giveaway thì các bạn sẽ được chọn tự do tất cả những cái món mà Vi đã pick up trong cái túi to đùng của Kiehl's này. Về thể lệ giveaway thì Vi sẽ để bên dưới phần description box, phần mô tả, cũng như là ghim bên dưới phần bình luận. Các bạn có thể xuống dưới để các bạn tham khảo ha. Thật sự là mặc dù Kiehl's có đồng hành cùng với Vi trong video clip này, tuy nhiên 20 triệu mà Vi mua để giveaway cho các bạn thì tất cả đều là Vi phải bỏ tiền ra để tặng cho các bạn, nên là Vi rất là mong các bạn tham gia giveaway nhiệt tình vô. Khi mà mua quà tặng cho các bạn thì cũng không mong gì hết, ngoài mong nhận được những cái comment, những cái sự tương tác của các bạn thôi. Thì Vi hy vọng các bạn sẽ thích video clip này, và một lần nữa cảm ơn Kiehl's đã đồng hành cùng với Vi trong video clip ngày hôm nay. Đừng quên để lại một subscribe, đăng ký channel của Vi bên dưới để Vi có nhiều động lực hơn nữa và ra các video clip tiếp theo cho mọi người xem nha. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người. Bye.